Ui, Tâm à, có chuyện gì đấy em lại sang đây? Anh Huy ơi, em đang tắm, tự nhiên bị mất nước ý. Anh sang sửa giúp em được không? Thực ra em cũng ngại với anh chị lắm, nhưng mà em là thân phận con gái, có biết gì về điện nước đâu à? Mà chồng em vẫn chưa về nữa. Rồi, em cứ về đi, để tí anh sang. Dạ vâng ạ. Thế em về nhá. Chị Linh ơi, em về đây ạ. Ừ, em về nhá. À, em ở nhà nhá, anh chạy sang giúp Tâm một tí. Anh không thấy ý đồ của cô ta mà còn định sang. Phụ nữ có chồng kiểu gì sang nhà hàng xóm nhờ vả mà ăn mặc như thế? Thì em không nghe cô ấy bảo cô ấy đang tắm dở à? Kể cả có thấy đi chăng nữa thì cũng không biết xấu hổ à? Em làm sao ấy nhở? Hàng xóm với nhau sao em cứ làm loạn hết cả lên ấy? Người ta một thân một mình khó khăn lắm người ta mới nhờ. Thôi ở nhà đi. Khoan đã. Làm sao nữa, em lại khó chịu cái gì? Hỏng ở đâu thì sửa ở đấy. Để cho em. Anh là ai? Tôi là thợ sửa điện nước ạ. Có cái cô bảo là nhà mình hỏng nên tôi kiểm tra. Cô nào? Cô này. Chị gọi đi bé. Chị nghe bảo là nhà cô Tâm bị mất nước, thế là chị gọi thợ để cho nó chắc ăn. Tại vì chồng chị làm được có chuyên môn gì đâu. Sang đây rồi không biết sửa rồi chọc ngoáy hỏng hóc vỡ ống rồi để hậu quả rồi khó nhìn mặt nhau em nhở? Dạ thôi, em không sửa gì đâu, em bận lắm. Ồ, cô Tâm hồi hộp quá hay sao mà tụt cả váy thế kia hả em? Chị biết là em nóng bỏng, nhưng mà mát mẻ thế này mà tiếp khách cũng được à? Thôi, anh chị đi về cho ạ. Thế không sửa nữa à? Chậm thôi anh, em đau. Từ từ, nhẹ thôi em, nhẹ thôi. Đấy, đấy, đúng rồi. Chồng anh, gì đây? À, em đừng hiểu nhầm nhá. Đây là Tâm bị trượt chân. Thế nên là anh đang đưa Tâm lên trên nhà. Đúng đấy chị Linh ạ. Chồng em đi công tác xa nên em không biết phải gọi ai. May quá, đúng lúc đấy anh Huy đi qua. Chứ không thì em không biết phải làm sao cả. Vậy à? Thế thôi, anh đi về với chị nhà đi, em tự về được ạ. Ở kia, chân cẳng như này thì về làm sao được? Anh! Thôi, anh về với chị nhà đi, phiền anh ra. Với cả, anh cũng chỉ đưa em về đến nhà thôi. Còn vào phòng thì... À, ý cô Tâm là muốn chồng chị đưa em vào tận phòng ấy hả? Em không có ý đó chị ạ. Linh, em nói kiểu gì đấy? Có gì đâu anh, em chỉ hỏi ý cô Tâm như thế để xem ý cô thế nào. Thôi được rồi, để anh chị đem về tận nhà. Còn nếu mà em muốn vào tận phòng ấy, thì để chị đưa em vào cho nó đỡ đau chân nhá. Đi anh. Được. Ừ, 20 phút nữa chị ở sân bay nhá. Ok em. Anh Huy ơi! Anh Huy! Chắc là lại trong phòng ngủ rồi. Anh Huy ơi! Em Tâm đây. Em biết là chị Linh đi công tác xa nên hôm nay em mới qua nói chuyện với anh. Thực ra em với chồng em sống với nhau nhưng lại không có tình cảm. Từ lúc mà hai anh chị chuyển tới, em đã có tình cảm với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi ấy. Anh Huy ạ. Anh Huy. Ơ chung, sao anh lại ở đây? Nào cô Tâm, còn gì để nói nữa không? Mày đứng lại đây.
Đấy, thấy chưa? Còn nói vợ anh là đàn bà nhỏ mọn nữa không? Anh biết rồi, vợ anh cũng là số 1. Ok ạ, đợi anh với.